Thưa quý vị và các bạn, tạm chia tay với sân chơi bóng đá chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ cùng đến với những giải đấu phong trào. Thưa quý vị, trong tuần qua thì dù thời tiết không mấy thuận lợi đến từ ảnh hưởng của cơn bão số 14, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được bầu không khí sôi động đến từ những giải bóng đá phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh. Và càng được tiếp xúc với những giải đấu như vậy thì chúng tôi, những người phóng viên thể thao, càng cảm nhận được thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là một chiếc cầu nối thực sự để kết nối những con người có chung niềm đam mê, để họ có thể xích lại gần nhau hơn. Và ngoài ra thì còn giúp những con người này có thể xóa bỏ mọi rào cản về nghề nghiệp, tuổi tác, cả văn hóa lẫn ngôn ngữ của họ. Và chính vì vậy thì ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý khán giả đến với một bầu không khí đặc biệt đó thông qua những ghi nhận của những phóng viên HTV. Trận chung kết môn bóng đá nam giữa hai đội Lê Bảo Minh và Vietcombank của Đức diễn ra vô cùng kịch tính và sôi động. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân, chiến thắng cuối cùng thuộc về Lê Bảo Minh. Ở giải lần này, đội hình của nhà vô địch có sự tham gia của một cầu thủ đặc biệt, góp phần làm nên chiến thắng của đội bóng áo xanh. Xin chào, tôi là Yusuke Otani, tôi đến từ Nhật Bản. Là một kỹ thuật viên tình học sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua, Otani đã có nhiều kỷ niệm đẹp với bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Thật ra đây đã là lần thứ hai tôi tham gia một giải đấu như thế này ở Việt Nam, và cả hai lần tôi đều giành được chiến thắng. Tôi rất thích bầu không khí tại nơi đây, cách mọi người tổ chức giải, sân bóng, các đồng đội và việc bạn bè ra sân cổ vũ khi bạn thi đấu. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong vấn đề giao tiếp khi cùng nhau thi đấu trên sân, và chúng tôi đã có được chiến thắng. Một số người trong đội nói tiếng Anh rất tốt, họ giúp tôi truyền tải ý định của mình với các cầu thủ khác để phối hợp với nhau ăn ý hơn. Điều đó thật tuyệt. Tôi yêu thể thao Việt Nam. Không chỉ có các chàng trai mà các cô gái là những công nhân viên chức đến từ các doanh nghiệp cũng mang đến một tinh thần nhiệt huyết đầy sôi nổi của những người trẻ. Dù không giành được chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, nhưng chắc chắn các cô gái của đội Liên quân Ngân hàng và Kiểm toán Quốc tế IBA cũng đã có những giây phút tuyệt vời với quả bóng tròn. Khi được mời tham gia giải này thì đội mình rất là vui, bởi vì như chị em, nhất là chị em giới ngân hàng với nhau ấy, giới văn phòng thường có rất ít sân chơi. Bình thường cuối giờ về ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau thì thực sự không thể gắn kết bằng việc là cùng nhau tham gia một bộ môn thể thao nào đó. Và ở đây bộ môn thể thao đó là bóng đá nữ. Và đội mình thì đúng là rất là mong là với cái bộ môn này ấy, chị em thì ngày càng có thể tham gia nhiều hơn. Và mong là mọi người hình dung đến bóng đá nữ không phải là một cái bộ môn mà dành cho những cô gái là kiểu quá là hơi là đàn ông, mà thực sự bộ môn bóng đá nữ vẫn rất là nữ tính. Và các cầu thủ bóng đá nữ như các bạn có thấy thì đều vẫn là những cô gái rất là năng động và dễ thương. Có hai điều làm Vinh tâm đắc nhất trong giải đấu năm nay. Thứ nhất là tính kỷ luật và ý thức của các đội bóng tham gia giải. Họ tham gia với một tinh thần kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau. Họ tham gia với một cái tinh thần fair play, cao thượng. Và điều đặc biệt là không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra từ trước giải đến bây giờ. Và điều thứ hai là về công tác tổ chức của ban tổ chức, cả về tổ chức lẫn về truyền thông của giải đấu. Đó là một điều rất là tâm đắc của mình. Tinh thần thi đấu của các anh chị em công nhân viên chức và sự kết nối thể thao mang lại cho mỗi thành viên tham dự đã mang đến niềm vui và là nguồn động lực to lớn để ban tổ chức Đại hội Thể thao Olympic Doanh nhân 2030 tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.